Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, sau một tập ở bên thế giới Ultra Space thì tập ngày hôm nay mình đã tiến hành trở về lại thế giới Overworld rồi nha các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở một cái ngôi làng, nó cũng khá là gần với lại cái nhà của mình đó. Và các bạn đó xem, mình đã tìm thấy được chỗ để mà bán wheat bone rồi nha. Đó, làm lẹ luôn 3 stack nha mọi người ơi, tranh thủ liền đó 3 stack. Ôi tôi chơi 4 stack luôn, tại vì cái quả wheat bone này nó rất là khó tìm nên là chúng ta phải gặp là mua bằng cho bằng được luôn đó, không có để được. Rồi ok, bây giờ thì tiến hành mở cửa để mà qua bên thế giới Ultra thôi nào mọi người ơi. Quay trở lại với thế giới Ultra thôi. Mấy tập trước mình mang theo Gladiator đúng không? Quên mất tiêu. À, và sẵn hả, mình cũng có mang theo một cái kính, đó chính là Safety Bullet. Ok. Thì cái tác dụng của cái kính này như thế nào thì một tí nữa mình sẽ tiến hành cho các bạn xem nha. Ủa, cái này là vùng gì đây? À, lại là Ultra Crater hả? Ok, chúng ta sẽ tiến hành đeo kính thử nha các bạn ơi. Đó, nó sẽ tăng tầm nhìn chúng ta nè. Đó, tắt đi thì nó sẽ bị tối nè. Và khi mà chúng ta đeo lên á thì nó sẽ tăng tầm nhìn nè. Wow, nói chung là xịn sò không bỏ ha. Ồ, khi mà đeo kính này thì nó sẽ làm giảm giảm rất là lớn cái sương mù. Rất là thuận lợi để mà chúng ta tận dụng ở bên cái thế giới Ultra này luôn nha mọi người. Bây giờ để mình qua bên đây mình coi thử coi. Wow, đây là Steelix nha mọi người ơi. Cũng được đó chứ. Pokemon hệ gì đây? Hệ thép cũng như là hệ đất. Thiết nghĩ mình nên mang Crowding ra, tại vì Crowding của mình á em có thể Dynamax lên được. Đánh những cái đen Dynamax là chúng ta phải chơi kiểu này mới được nè mọi người ơi. Steelix, wow, một em boss 4 sao, để coi thử như thế nào nha. Rất là trâu mọi người, chỉ vừa mất có 3 thanh giáp thôi, còn 2 thanh nữa. Đây rồi, và chảnh củ tỏi. Ui, để coi mình có thể bắt được không nha. Ha ha ha. Hivibone ra trận pha lần này. Trời ơi, không thành công rồi. Gì nữa? Lại một em boss Onyx nữa mọi người ạ. Em này rớt cho mình một cái Ability Capsule nè. Một món vật phẩm ta nói cũng rất là xịn sò đó nha. Và mấy trái berry. Onyx hả? Ôi, tôi sẵn tôi luyện cấp cho nguyên cái dàn Pokemon của mình luôn đi. Chơi lớn mọi người ơi. Pokemon hệ đá hả? Vẫn dùng hệ giác đấu đánh được mà. Đá và đất mọi người ạ. Đây rồi, Onyx nha. Trời ơi, em này có hai cây giáp thôi. Ê, quá là đơn giản luôn. 22%. Ê, lâu quá vậy. Một skill mắt nước cồ phát nữa đi. Rê, chảnh cứu tỏi nghe chưa. Lần này em rớt cho mình cái gì nào? Onyx thì mình đã có rồi, nên là thôi vậy. Đây là Luna Stone hả? À, nhưng nó có nhiều dạng mọi người ạ. À, ảo ma thật. Gì đây? Magnet Zone. Cấp 100 luôn. Kinh vậy.
Mochem mới bắt làm tập trước luôn. Đây, Manesson nha mọi người ơi. Trời ơi, mới tậu 4 stack quýt bon nên là chúng ta tha hồ. Ý, mình nghe cái bẹp rồi kìa. Bẹp là nó thành công rồi đó. Ngon lành. Phía bên này có thêm một em Jolteon nha. Một em EV điện. Đó, spam đã đời luôn. Có gì đâu, vẫn tiếp tục là Whip Ball thôi nha mọi người ơi. Ui, em này phá vỡ rồi. Thôi, phone sweep em vậy. Vẫn tiếp tục là phone sweep em nha mọi người ơi. Ok, Jolteon phải không? Em này chắc bắt bằng fastball đi ha. Fastball thì có vẻ nó sẽ có lợi hơn đó. Đây rồi, thành công ngay. Cái em Revealer mà cái dạng Galarian này thì mình chưa có nè. Đây rồi, chưa có thì giờ tôi sẽ bắt luôn. Vẫn tiếp tục là quýt bón thôi nha. Ê, mày lại nghe cái bẹp nữa. Và lần này thành công. Dễ dàng. Em gì đây? Dracozone. Cấp 100 luôn mà. Đây rồi mọi người ơi. Dracozone. Nhìn nó giống con rồng dữ ha. Nhưng mà sao cái đầu nó nhỏ xíu vậy? Kỳ vậy. Và Whip Ball. Ui không, thành công rồi. Phone sweep em thử nha mọi người. Ây da, đào đó đào đó. Thôi Dynamax lên luôn. Max Strike nha. Em này hả, mình cũng chưa biết bắt bằng quả gì nữa nên là cứ thử trước bằng một vài quả Ultra Ball nha. Quả này luôn luôn là ưu tiên của mình nha mọi người ơi. Và Ultra Ball chưa thành công rồi. Đằng đó vẫn tiếp tục là Ultra Ball. Để coi lần này có được không. Và trời ơi, chưa được luôn. Và dãnh của tổ sang gu rồi. Tên thứ 11 rồi. Armor Ball ra trận thôi. Và yes, chúng ta lại có thêm một vài Pokemon mới nữa nè. Ui, Charmander. Bên đây nhiều Pokemon lắm mọi người ơi. Phê vậy. Một em boss. Boss gì đây? Gặp boss là tôi đập hết. Từ từ, trước khi đập á, mình thiết nghĩ là chúng ta nên hồi sinh lại cho Zangu để mà em được hưởng kinh nghiệm đó. Mỗi một cái môn hệ điện. Hệ điện và hệ thép, vậy sẽ bị ít 4 sát thương đối với skill hệ đất của Raiden rồi. Togedemaru anh em ạ. Togedemaru 50% máu rồi. Sao đây? Mất hai cái giáp rồi. Cái giáp thứ ba thì như thế nào đây? Mất ba cái giáp rồi. Vẫn chưa hiểu. Lần này thì như thế nào đây? Tiễn vong đi luôn. Biết đâu lần này hiểu luôn thì sao? Ấy rồi, dánh cứu tỏi. Ngon lành cành đào. Em này thì chắc không bắt đâu. Mình chưa biết mình có ém nữa hay chưa nữa nè. Rất khá là nhiều vật phẩm cho chúng ta ha. Ngon. Phía này có mấy em Pokemon gì đó nữa nè mọi người ơi. Ồ, lại là Toxic City hả? Nhưng mà sao em này em khác quá vậy ta? Ủa đâu rồi? Toxic City.
Ủa, có vẻ như ta mắt nè mọi người. Ui, nhìn đẹp vậy. Gothic City mà cái dạng màu xanh này thì mình chưa có. Dạng màu vàng thì mình có rồi nha. Đại rồi. Cuối cùng nó cũng cho mình đánh một mình nè. Và Whitbon có làm tốt nhiệm vụ của mình hay là không? Ê, chưa được rồi. Phải khoai đó. Ok, max strike nha mọi người ơi. Ui dồi, skill này mạnh quá vậy. Em này thì mình đã có rồi, nên là mình sẽ bắt bằng quả Rabbit Ball nha. Quả cầu dùng để bắt lại những em Pokemon mà chúng ta đã sở hữu rồi đó mọi người ạ. Và Rabbit Ball ấy chưa thành công luôn. Hơi khó, hơi khó. Nhưng mà không sao, mình cố gắng spam là được nha. Không việc gì phải ngại hết. Và Rabbit Ball lần này vẫn như vậy, chưa được. Ui, công nhận đeo cái kính này nó đã mọi người à. Thấy rõ cái cảnh vật xung quanh một một luôn á, phê vậy. Không như tập trước ha. Trời ơi. Đây, vẫn tiếp tục là Rabbit Ball nha. Và lần này thì yes. Trời ơi, ngon lành cành đào luôn. Ồ, hệ bay và hệ điện. Ok. Ủa, Rotom. Em này là Rotom mọi người ơi, mình quên mất tiêu. Trời ơi, em này thì có khá là nhiều dạng, em có thể nhập vào rất là nhiều cái đồ vật của chúng ta luôn đó. Tặng 4 cây giáp. Khá là trâu đây. Mắt heo xôm nha. Xài skill này cho nó chuẩn 100% đi. Đấy rồi, dẫn cứu tỏi. Hôm nay chắc phải thử sức luôn bằng Ultra Ball. Coi như nào đây. Trời ơi. Lâu lâu gặp Pokemon hiếm nhưng mà bắt khó quá. Không được. Đồ nó cũng khá là nhiều luôn nè. Ồ, em Stunfisk Galarian này mình bắt trong tập trước rồi. Đây nè, có em này là bắt nè. Đây là em Ron hả? Ồ, nó có cấp 12 vậy. Áo Lazada chưa mọi người? Và các bạn nhìn hình dáng của nó nè, lạ quắc luôn. Ui, cái bẹp rồi, nghe cái bẹp rồi thì chắc chắn là thu phục được rồi nha. Thoát thế nào được? Galarian Zapdos. The hell? Các bạn ơi, Galarian Zapdos nè mọi người ơi. Ủa, thông báo nè, xuất hiện nè. Ở đỉnh cao nha. Lần đầu tiên mình thấy một em Legendary Galarian đó. Vãi chưởng thật. Ui, tôi yêu thế giới Ultra này. Trời ơi là trời. Đã quá mọi người ơi. Không nhưng mà em giáp đồ này hơi đau đó. Ok, chúng ta phải cố hồi máu lại cho Groudon thôi. Mình thì mình chưa xài Bone. Mình phải tiến hành mình form sweep em này coi như thế nào trước cái đã. Zangu ra trận nha. Wow, nhìn xịn chưa. Ây da, mới ra trận bị ăn đập rồi. Cái gì ghê quá vậy. Mình có thể nương tay với nhau một tí được không?
Dạ, rất là khó chịu mọi người ạ. Thôi, Raiden làm tăng cơn tí đi. Em này thì mình sẽ tiến hành đi bắt luôn bằng Fastball nha. Trời, nhìn nó khác cái em giáp đô thường nha. Ok, bây giờ mình sẽ đứng spam thật là nhiều ball với hy vọng là bắt được em này. Tiếp tục là quả Fastball thứ hai. Lần này thì vẫn chưa thành công. Trời ơi, khó ghê đó. Khó ghê đó ta ơi. Làm quả Fastball cuối đi. Trời trời, tối om luôn à. À, bây giờ nó mới buổi tối. Trời, hồi nãy nó chưa tối hả? Ngáo thật nghe chứ. Có thế mọi người, có vãi chữ luôn á. Thiết nghĩ là chúng ta nên đấu lại đi. Mấy cái em kiểu này bắt nó rất là khó nha mọi người. Nên là nếu mà nó hết cái bộ skill á thì mình nên là chạy thôi. Chứ nguy hiểm lắm. Ê ơi. Ok. Đổi qua Zengu thế nào. Còn sweep em nha. Chắp đu Galarian luôn mà. Xịn vậy. Gì? Gì nữa? Trời ơi, gì mà mạnh quá vậy nè. Thôi, Tiết nghĩ là chúng ta nên spam một mớ Fastball coi. Ui ui, khoai đấy mọi người ạ, không có dễ đâu nha. Vẫn tiếp tục là Fastball. Mình sẽ cố spam tới cái tên thứ 15 nha mọi người. Và lần này, chưa được. Cứ tưởng là thành công luôn nhưng mà không. Không có dễ như tôi nghĩ đâu. Dễ gì? Và Fastball lần này thì... đây rồi! Yes! Ôi! Chúng ta được thành tựu gì nè? Electric Chicken Idata Dance. Đỉnh vậy. Đâu rồi, hồi nãy cái em Cosmos của mình đâu rồi? À, phía bên này đúng không? Đây 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 đây. Ui da. Cosmos. Nó lại đi trong nữa rồi. Mình có thể đi một mình được không? Trời ơi, đi đông quá mọi người. Đi đông như vậy á, bắt mệt lắm. Hay rồi. Ok, Cosmos. Em này thì mình sẽ tiến hành bắt luôn bằng Whipball nha. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Ui, không thành công rồi. À da, cẩn thận em này, em tê là bọt đi đó. Phone sweep một cái đi. Level thấp như thế này, chắc mình nghĩ là xài... quả gì nhờ? Liverpool đi ha. Chứ còn quả nào nữa đâu. Và lần này... yes! Ui, lại thêm bộ em Cosmos nữa mọi người ạ. Ồ... chúng ta... hình như là bắt cái em Galarian Zapdos thì mình đạt được thành tựu khá là nhiều đây. Gì nữa? Metacross. Ôi. Ok, có Metacross đúng không? Mình sẽ tiến hành bắt cái em Metacross này luôn. Có cả Kling Lang nữa. Nhưng mà khoan, trước tiên mình sẽ tiến hành cho Clutcher ra trận trước nha. Ui, bị tê liệt rồi. Ây da.
Trời ơi, 5 đánh 1 đau thật sự mọi người ạ. Chích vào cái em Clean Lan này trước đi ha. Dành luôn nó luôn không? Ôi trời ơi, ông ăn thua rồi. Giống sắp hẻo quá vậy. Đang bị tê liệt nữa chứ, đúng đời luôn. Không ổn lắm rồi nè. Trời ơi, dãnh của tôi, last year của tôi rồi. Ok, vậy thì mình sẽ chuyển qua một em Pokemon khác đi. Trời ơi, cho tôi skip cái đoạn này đi. Đây rồi, Eternatus ra trận nha. Flamethrower và các em Kinh Lan trước nha mọi người. Trời ơi, cấp 100, trâu vậy. Hệ thép thì mình xài hệ lửa đúng rồi. Ý da, hành trình mà đi bắt được cái em Meteros này cũng gọi là khoai đó, không dễ đâu nha. Ở đây đang có khá là nhiều Pokemon. Ôi da, còn có Electro cấp 100 nữa, mình phải xử mấy em cấp cao trước để cho nó không có ngán đường mình mọi người ạ. Ui, ảo ma vậy. Nãy theo như mình đọc trên wiki á, ui Codebot lại spawn nữa. Trời ơi, nãy theo như mình đọc trên wiki á là cái em Galarian Zapdos á, em không có spawn. Nhưng mà không biết bằng cái cách nào đó thì lần này em spawn. Hình như là mình có nhận nhiệm vụ từ dân làng á để mới spawn ra được đó mọi người ạ. Nãy có thông báo luôn mà, ảo thật. Đây rồi, một em dành của tỏi. Tiếp theo là Electro đúng không? Earthquake khác thử coi. Hình như Earthquake là chiêu xài chung á. Ấy à, nhiều con bị chịu sát thương lắm mọi người ạ. Rồi, ok ok. Tôi hiểu. Vậy thì không xài Earthquake nữa. Xài Fire Blast. Đỏ đúng mục tiêu thôi. Giờ mới hiểu ra. Ui xịn vậy. Tính ra ok phết nha mọi người nhờ. Rin của các em Electro này thử coi. Đây rồi, ok. Giờ thì đi bắt Metaross nè mọi người. Metagross. Tên. Lần này thì mình sẽ tiến hành bắt em này luôn bằng Eevee thử nha. Và Eevee Ball ấy chưa thành công. Thôi không sao, chúng ta thể sử dụng quả Thunderbolt được mà. Đây là tên thứ 12 rồi, nên là cứ sử dụng Thunderbolt thoải mái nha. Và lần này chưa được luôn. Cũng khó khăn đó nhờ. Thực ra thì Metagross chúng ta vẫn nên sử dụng Heavy Ball thì hơn. Ui nghe bẹp rồi. Đây rồi. Cái bẹp là thành công nha. Ui em đốt cho mình thêm mấy quả Ball nữa chứ. Ngon. Ít chết này được gì. Golem thì cũng tầm tạm đấy. Đây, đây là một em Golem nha. Tiến hóa cấp 3 của Revealer. Golem. Chúng ta bắt cái quả đầu tiên thì luôn luôn là Quick Ball thôi. Ui, không thành công rồi. Cấp 100. Ui, Sengu của mình đã cấp 100 luôn rồi. Quá đã. Ui, cày ém từ cấp 65 bây giờ lên tới 100 rồi đó mọi người ạ. Nhanh chưa.
Max Drive phát ngửa đi. Trời ơi, dãnh của tỏi rồi, nhưng mà không sao. Em này hả? Mình có thể sử dụng quả Heavy Ball nữa mà bắt nha. Em này là thuộc cái con nặng là cộng 30 lận á mọi người ạ. Nên là chúng ta phải sử dụng quả này nè. Cứ Heavy Ball và tiếp tục thôi. Ui, vẫn chưa thành công. Ui, dãnh của tổ Yasian luôn rồi. Kinh quá vậy. Vẫn tiếp tục là Heavy Ball thôi. Hy vọng lần này sẽ thành công. Dạ, khoai đó, khoai đó. Cũng không dễ ăn đâu nha. Tôn thứ 8 rồi. Cố lên nào. Để coi. Và lần này... Yes. Rồi, chúng ta lại thêm một em Pokemon mới nữa. Quá xịn. Chạy cái đi. Tha cho tôi, tha cho tôi. Đây rồi, nãy giờ mới được đó. Cái gì mà tôi nói khó khăn quá nè. Và Woodball sẽ là quả cầu đầu tiên nha mọi người. Vẫn không thay đổi. Ấy, nó vẫn chưa thành công kìa, khó chưa? Nhìn vậy chứ khó lắm các bạn ạ. Ball sweep em. Cho về một máu trước đây. Ui trời, hết tuyết rồi kìa. Hay quá. Ồ, như đây đã là một máu rồi hả? Ok, vậy thì mình sẽ tiến hành bắt em luôn. Metan á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng Heavy Ball. Beldum thì mình nghĩ vẫn có thể sử dụng Heavy Ball được á. Nên cứ thử xem sao. Biết đâu bất ngờ mọi người ơi. Cứ Heavy Ball mà, tiếp tục thôi. Trời ơi, chưa được. Khó quá vậy. Power Ball phát nữa đi. Có gì đâu. Trời, chưa nét luôn. Và thả bó lần này. Yes. Trời ơi, bắt đã đời mới được đó. Porygon. Oh. Tỉnh đấy. Ui. Đây là đây. Actozone. Bên đây nhiều Pokemon quá mọi người ạ. Porygon. Đây rồi, chạy đâu hả con dâu? Whisper nha. Ui, ghép bẹp rồi. Ủa. Kirlia. Trời ơi. Kirlia mình cũng chưa có luôn. Trời ơi. Nó lại còn cái dạng đặc biệt như thế này nữa chứ. Quá đã mọi người ạ. À. Đây rồi. Spam nãy giờ mới được đó. Dễ ăn đâu. Và vẫn là Whisper thôi nha mọi người ơi. Để coi lần này có dễ dàng thành công hay không. Và vẫn thành công như thường. Ui xịn thật sự. Ui. Em này mình chưa có luôn nè. Robopass. Ui cấp 100. Chó ngợp quá. Bên này toàn Pokemon cấp cao không à. Và cái bẹp rồi. Thành công. Phải kim cương không trời. Thử mới biết được mọi người ạ. Đá gì ta. Nhìn lạ quắc à. Ồ đây là Ritto hả. À Ritto. Ồ đây là Ultra Desert. Em này mình có chưa nhờ? Damanitan. Chưa có mọi người ơi.
Cấp 100 luôn. Trời ơi, công nhận. Thế giới này thật là tuyệt vời. Mình quýt bò không thành công rồi nha. Ây da, đảo đó. Giỡn mặt hả? Phone sweep một phát là bới queo luôn đó. Em này có xếp vào cái hàng... trời ơi, bấm nhầm rồi. Tính bảo là em này có xếp vào cái hàng Pokemon hạng nặng hay không? Ồ, nó chỉ xếp vào hàng Pokemon hạng nặng nếu em là Pokemon Galarian thôi mọi người. Galarian Damanitan thì mới ra, chứ Damanitan thường thì không nha. À, lửa đúng không? Cho hệ đất ra làm tăng cơ một tí. Vậy thì Thunderbolt đi ha. Ý, chưa được nha. Khoai đá, khoai đá. Vẫn tiếp tục là Thunderbolt. Xem như thế nào. Và lần này, yes. Rồi, chúng ta cùng điểm qua những cái Pokemon mà mình đã thu phục trong tập ngày hôm nay nào. Đây là dạng Alter hả? Kalia đây là dạng Strike. Nhiều dạng đó mọi người ạ. Zapdo này là dạng Galarian nè. Hàng xịn, hàng xịn. Cosmog này, để mình coi thử coi. Ui, em được cái thước Huge. Và không cộng không từ bất kỳ cái chỉ số nào luôn. Quá đã. Ok, Zapdo, em này bay được không? Ui, con này không bay được mọi người. Trời ơi, Pop Galarian chi nữa. Đây, thuộc hai dạng là hệ giác đấu và hệ bay hả? Kích thước là enormous, trừ special attack, nhưng mà cộng special defense, nói chung thì cũng được. Tại vì em này mình nghĩ chủ yếu là nó xài physical thôi. Là cái special thì không có ăn thua. Ồ, cái thước enormous hay gì nó to. Trời ơi, to vậy. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi bắt được em Zapdos Galarian cùng với em Cosmos. Em này có vẻ khá là ngon đấy. Mình sẽ luyện cấp cho em Cosmos này nha. Ngoài ra thì trong tập này mình cũng bắt được rất là nhiều em Pokemon với những cái dạng khác nhau nữa. Rồi, nếu các bạn thích video lần này đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.